Chào mừng anh em đã quay trở lại bản tin sức khỏe. Anh em nghe rõ, đi chợ thấy bán loại cá này đừng tiếc tiền mua ngay cho gia đình ăn. Bổ ngang nhân sâm tổ yến, giá lại rẻ bèo. Những loại cá này có chứa nhiều dinh dưỡng, giá rẻ và mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của bạn và gia đình. Cá là thực phẩm quen thuộc của mọi gia đình. Cá không chỉ ngon, giàu dinh dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những gợi ý một số loại cá ngon, bổ rẻ, đi chợ thấy lên mua ngay lập tức. Thứ nhất, cá mè hoa. Cá mè hoa là loại cá dân dã rẻ tiền nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100 g thịt cá mè chứa 15,3 g đạm, 2,2 g mỡ, 82 mg canxi, 18 mg phosphor, 0,8 mg sắt, 229 mg kali, 4,9 g carbohydrate và các vitamin B1, B2, 2,8 g axit linoleic, 2,65 mg vitamin E. Theo y học cổ truyền, cá mè hoa tính ôn, vị ngọt, rất tốt cho người mắc chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, cao huyết áp, suy thận, đau lưng, đau khớp, gân cốt yếu, tiêu hóa kém, tứ chi phù, tỳ vị suy hàn. Thứ hai, cá lục. Cá lục không chỉ cung cấp nhiều chất bổ mà còn có thành phần omega 3 giúp giảm đau khớp và viêm nhiễm. Với giá cả phải chăng và dễ tìm mua, cá lục là một lựa chọn thực phẩm hữu ích cho việc bổ sung chế độ dinh dưỡng hàng ngày và tăng cường hệ miễn dịch khi ăn thường xuyên, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày. Thứ ba, cá trích. Cá trích là một loại cá ít tanh, có thịt trắng và ít mỡ, dễ dàng đánh bắt. Trong thành phần dinh dưỡng của cá trích có nhiều omega 3, có tác dụng quan trọng trong sự phát triển của lão, tăng cường sức khỏe của lão bộ, tốt cho tim mạch và giúp điều chỉnh huyết áp. Thứ tư, cá chép. Cá chép có vị ngọt, có tính bình, hàm lượng protein và vitamin dồi dào. Cá chép nổi tiếng lành tính và giàu dinh dưỡng, thường được những mẹ bầu dùng để tẩm bổ, đặc biệt với những người đang mắc chứng ứ tích nước trong cơ thể, tiêu chảy nước, vàng da, bí tiểu, thai nghén phù thủng, nên bổ sung món cá chép vào thực đơn hàng ngày của bạn và gia đình. Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ loại cá được mệnh danh sâm. Sâm lước, đi chợ đừng tiếc tiền mua. Nếu bạn đang muốn tìm một thực phẩm bổ dưỡng an toàn cho sức khỏe thì đừng bỏ qua loại cá này, được mệnh danh là sâm lước, cực kỳ bổ dưỡng. Nếu nhắc tới một loại cá bổ dưỡng cho sức khỏe không thể bỏ qua, loại cá chép. Trong y học cổ truyền, cá chép là một loại thuốc giúp an thai, bổ khí huyết, tốt cho phụ nữ đang trong thời kỳ thai sản và nuôi con nhỏ. Đặc biệt những người đang ốm hoặc muốn ốm dậy, muốn bồi bổ sức khỏe thì không thể bỏ qua loại cá này được. Những lợi ích sức khỏe của cá chép đối với con người. Thứ nhất, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Ai cũng biết rằng cá chép với hàm lượng omega 3 cao có thể bảo vệ tim mạch theo nhiều cách. Đặc biệt khi bạn ăn cá chép có thể góp phần giảm tích tụ mảng bám trong thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Chính vì vậy, cá chép là một trong những thực phẩm người cao tuổi nên ăn để giảm nguy cơ đau tim hay đột quỵ. Cá chép có tác dụng chống viêm. Với những người trung niên hoặc trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao thì hãy bổ sung cá chép vào thực đơn hàng ngày. Bởi vì cá chép có tác dụng giảm đau khớp, nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn cá mỗi tuần. Các axit béo omega 3 trong cá không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có công dụng giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Khi con người thường xuyên ăn cá chép giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Nguyên nhân là trong các cá chép chứa nhiều chất kẽm là khoáng chất quan trọng mà nhiều người chưa thực sự quan tâm đúng mức trong chế độ dinh dưỡng, dẫn tới cơ thể bị thiếu hụt kẽm. Mặc dù các triệu chứng thiếu kẽm không rõ rệt như thiếu sắt hay thiếu canxi, nhưng thiếu kẽm làm giảm khả năng miễn dịch của bạn. Ăn cá chép giúp tăng cường sức khỏe hệ hô hấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau khi nghiên cứu cho thấy những dưỡng chất và khoáng chất trong cá chép rất tốt cho hệ hô hấp, đặc biệt nếu như con người mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, suy hô hấp mãn tính thì ăn cá chép có thể giảm bệnh tình. Cá chép có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong cá chép là một trong những thực phẩm giúp bạn trẻ lâu. Trong cá chép chứa một số hợp chất chống oxy hóa có vai trò tăng cường sản sinh collagen, giúp bạn có làn da mịn màng hơn.
Các chất chống oxy hóa còn giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào mới, làm chậm quá trình lão hóa. Đối với những người bắt đầu lộ rõ tuổi tác qua các đốm, đồi mồi, vết thâm lám, lếp nhăn hoặc làn da mất đi độ đàn hồi, lời khuyên là hãy ăn cá chép. Ăn cá chép giúp bạn giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn. Một trong những loại thực phẩm mà người khó ngủ nên ăn là cá chép. Tại sao? Bởi thịt cá chép chứa magie giúp bạn ngủ ngon hơn. Đối với những người bị chứng mất ngủ hoặc thức giấc liên tục trong đêm, hãy ăn cá chép 1 đến 2 bữa mỗi tuần. Cá chép là một trong những món cá ngon và phổ biến nhất trên thế giới. Ăn cá chép mang lại vô vàn lợi ích với sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm, bảo vệ hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, làm chậm lão hóa và phòng chống các bệnh mãn tính. Giá trị dinh dưỡng của cá chép. Cá chép chứa các axit béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa. Đồng thời, loài cá nước ngọt này cũng rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt phosphor và vitamin B12 hữu ích với cơ thể. Vì thế, không chỉ là biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng, cá chép còn được coi là một trong những loài cá tốt nhất cho sức khỏe. Cá chép có chứa nhiều dinh dưỡng, vi chất có lợi cho sức khỏe như canxi, sắt, magie, phosphor, kali, đồng, kẽm, mangan, selen, folate, các vitamin A, B, C, D, D3, DHA. Đây là những hợp chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Cá chép với hàm lượng omega 3 cao có thể bảo vệ tim mạch theo nhiều cách. Ăn cá chép có thể góp phần giảm tích tụ mảng bám trong thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Do đó, cá chép là một trong những thực phẩm người cao tuổi nên ăn để giảm nguy cơ đau tim hay đột quỵ. Tác dụng chống viêm. Nếu bạn thường xuyên bị đau khớp, nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn cá mỗi tuần. Các axit béo omega 3 trong cá không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có công dụng giảm viêm. Viêm khớp dạng thấp là căn bệnh ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới. Có mối liên hệ giữa cholesterol tốt với giảm tỷ lệ mắc viêm khớp. Ăn cá giúp tăng cường cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, omega 3 trong cá cũng có công dụng ngăn ngừa viêm khớp. Ăn cá chép giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Kẽm là khoáng chất quan trọng mà nhiều người chưa thực sự quan tâm đúng mức trong chế độ dinh dưỡng, dẫn tới cơ thể bị thiếu hụt kẽm. Mặc dù các triệu chứng thiếu kẽm không rõ rệt như thiếu sắt hay thiếu canxi, nhưng thiếu kẽm làm giảm khả năng miễn dịch của bạn. Kẽm đóng vai trò quan trọng giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Cá chép là nguồn thực phẩm dồi dào kẽm, vì vậy hãy ăn cá chép để có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Bảo vệ chức năng tiêu hóa. Viêm ruột và viêm đường tiêu hóa là tình trạng thường gặp có thể dẫn đến viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Nếu bạn muốn cải thiện tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, táo bón, trĩ và đau dạ dày nói chung, bạn nên bổ sung cá chép vào bữa ăn của mình. Cuối cùng, chúc bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé!